Real Madrid, biểu tượng của sự vinh quang và thành công ở giới túc cầu, đã từng trải qua một thời kỳ hoàng kim mà bất kỳ một câu lạc bộ nào cũng phải ngưỡng mộ. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, bộ ba tấn công BBC cùng Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đã biến họ trở thành một trong những cây đinh bà tấn công khét tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Giờ đây, khi cả ba đều đã không còn hiện diện tại Santiago Bernabeu, Los Blancos lại đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Sự có mặt của Kylian Mbappe, ngôi sao sáng giá nhất hiện nay, đang khơi dậy những kỳ vọng về việc tái lập một tam tấu mới, mạnh mẽ không kém gì BBC ngày nào. Cùng với hai tài năng trẻ đầy triển vọng là Vinicius Junior và Rodrigo, một cây đinh ba tấn công mới của kiền kiền trắng có thể sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng son cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Buổi tập luyện gần đây nhất để chuẩn bị cho trận siêu cúp châu Âu càng làm tăng thêm sự háo hức của người hâm mộ. Khi Vinicius, Mbappe và Rodrigo xuất hiện cùng nhau trên sân tập, người ta không thể không liên tưởng đến viễn cảnh một bộ ba tấn công mới sẽ tiếp tục làm chao đảo châu Âu. Nhưng liệu bộ ba này có thể tái hiện được những thành công vang dội mà BBC đã từng mang lại? Và liệu đây có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất cho đội bóng này hay không? Khi mùa giải mới bắt đầu, Real Madrid không chỉ hướng tới việc bảo vệ danh hiệu của mình, mà còn khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Trận siêu cúp châu Âu sắp tới trước Atalanta sẽ là bài kiểm tra quan trọng đầu tiên cho đội bóng hoàng gia, và sự chuẩn bị kỹ lưỡng là điều không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, một buổi tập luyện gần đây của Real Madrid đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Bởi đây là lần đầu tiên người ta thấy bộ ba Vinicius Junior, Kylian Mbappe và Rodrigo tập luyện cùng nhau. Người hâm mộ Real Madrid đã rất mong chờ vào một tam tấu mới sau khi Kylian Mbappe chính thức gia nhập đội bóng. Với những gì đã thể hiện tại các câu lạc bộ trước đó và đội tuyển quốc gia Pháp, Mbappe được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện hàng công của Real Madrid, khiến nhiều người tin tưởng rằng Los Blancos sẽ tiếp tục thống trị bóng đá châu Âu trong những năm tới. Buổi tập luyện này không chỉ đơn thuần là một buổi tập luyện bình thường, mà còn mang tính chất chuẩn bị chiến lược cho trận siêu cúp châu Âu sắp tới. Việc Vinicius, Mbappe và Rodrigo cùng tập luyện với nhau trong một đội hình cho thấy huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang cân nhắc việc sử dụng bộ ba này ngay từ đầu trong trận đấu quan trọng này. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên để người hâm mộ chứng kiến tam tấu mới của Real Madrid thi đấu chính thức cùng nhau, và cũng là cơ hội để cả ba cầu thủ khẳng định sự hòa hợp và hiệu quả của họ ở trên sân cỏ. Với sự xuất hiện của Kylian Mbappe, hàng công của Real Madrid được kỳ vọng sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Mặc dù siêu sao người Pháp đã quen với việc chơi ở vị trí cánh trái dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis Enrique tại Paris Saint-Germain, nhưng tại Real Madrid, vị trí này gần như đã thuộc về Vinicius Junior, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng trong vài mùa giải gần đây. Chính vì vậy, rất có khả năng Mbappe sẽ đảm nhận vai trò tiền đạo cắm để Vini phát huy tối đa khả năng của mình ở cánh trái, trong khi Rodrigo sẽ chiếm lĩnh cánh phải. Khi nhìn vào bộ ba này, người hâm mộ và giới chuyên môn đều thấy được một sự kết hợp đầy sức mạnh và tốc độ. Mbappe với khả năng bứt tốc và dứt điểm xuất sắc sẽ là mũi nhọn trên hàng công, tạo ra sự đe dọa trực tiếp đến khung thành đối phương. Vinicius Junior với tốc độ và kỹ thuật điêu luyện sẽ là người tạo ra những cơ hội từ cánh trái, trong khi Rodrigo với sự thông minh và khả năng giữ bóng tốt sẽ đảm bảo sự cân bằng cánh phải. Chuyên gia Ivan Fuente của Transfermarkt nhận định, ở Real Madrid tôi dự đoán Mbappe sẽ chơi vị trí tiền đạo cắm, nhường cánh trái cho Vinicius và cánh phải cho Rodrigo. Tốc độ của anh ấy rất phù hợp với cách Madrid thường chơi phản công, và Mbappe, Vinicius và Rodrigo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo cho hệ thống này. Đừng quên Jude Bellingham, người có thể dâng lên từ hàng tiền vệ. Tuy nhiên, một số câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về tương lai của Endrick, tài năng trẻ người Brazil đã gia nhập Real Madrid ở mùa hè này. Với sự có mặt của ba cầu thủ người Brazil trong đội hình, việc cạnh tranh cho các vị trí chính thức sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Cho nên kịch bản thứ hai có thể xuất hiện với bộ ba tấn công Vinicius, Endrick và Mbappe. Đây không chỉ là một thử nghiệm táo bạo mà còn mang đến nhiều kỳ vọng về sự đổi mới trong lối chơi của Real Madrid. Việc kết hợp hai tân binh trẻ trung đầy triển vọng là một bước đi chiến lược của huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhằm tạo ra một thế hệ tấn công mới sau kỷ nguyên của BBC. Endrick với vai trò tiền đạo cắm hứa hẹn sẽ mang đến sự đột biến và khả năng dứt điểm trong vòng cấm. Khác với Rodrigo, người thường chơi rộng và tham gia nhiều vào xây dựng lối chơi, Endrick có thiên hướng giữ vị trí cao hơn, luôn sẵn sàng nhận bóng trong khu vực nguy hiểm để ghi bàn. Tuy nhiên, những trận đấu giao hữu vừa qua đã bộc lộ những hạn chế của Endrick.
tiền đạo người Brazil dường như chưa thể thích nghi hoàn toàn với tốc độ và áp lực của các trận đấu cấp độ cao. Đôi khi còn tỏ ra lúng túng trước những pha bóng đầy tốc độ được Real Madrid tạo ra. Sự thiếu kinh nghiệm này có thể khiến Endrick gặp khó khăn khi phải đối đầu với những trung vệ hàng đầu tại La Liga. Một yếu tố khác cần cân nhắc là việc sắp xếp vị trí cho Mbappe và Vinicius. Việc đẩy một trong hai cầu thủ này sang cánh phải có thể làm giảm đi sức mạnh tấn công của Real Madrid. Mbappe và Vinicius đều là những cầu thủ xuất sắc nhất khi được chơi cánh trái, nơi họ có thể dễ dàng sử dụng tốc độ và kỹ thuật cá nhân để vượt qua đối thủ. Khi bị buộc phải chơi cánh phải, họ có thể mất đi sự thoải mái và hiệu quả trong các tình huống tấn công. Điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống chiến thuật của đội bóng. Do đó, kịch bản này dù thú vị nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết nếu muốn tối ưu hóa sức mạnh của cả ba ngôi sao tấn công. Hay thú vị hơn chính là kịch bản thứ ba với bộ ba tấn công là Vinicius, Mbappe và Brahim Diaz, mang đến một diện mạo mới cho hàng công của Real Madrid. Sự đa năng của Brahim Diaz, người có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, từ cánh phải đến vị trí hậu công, mở ra nhiều tùy chọn chiến thuật cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Real Madrid đang tìm kiếm sự linh hoạt và sáng tạo hơn trong lối chơi tấn công. Khi kết hợp với Jude Bellingham, Brahim Diaz có thể giúp Real Madrid phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bellingham với khả năng giữ bóng và phát động tấn công sẽ đóng vai trò như một trạm trung chuyển, tạo điều kiện cho Brahim Diaz khai thác khoảng trống và tham gia vào các pha tấn công. Khả năng phối hợp giữa hai cầu thủ này sẽ tạo ra những pha bóng nhanh, đầy bất ngờ khiến đối phương khó lòng phòng ngự. Tuy nhiên, so với Rodrigo, Brahim Diaz vẫn có một số hạn chế nhất định. Cầu thủ người Brazil đã chứng tỏ bản thân mình là cái tên quan trọng trong trận đấu lớn với khả năng ghi bàn ở những thời điểm quyết định. Mặc dù Brahim Diaz có kỹ thuật tốt và khả năng tạo ra sự đột biến, anh đôi khi thiếu đi sự lạnh lùng và quyết đoán trong những pha dứt điểm cuối cùng. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Real Madrid trong những trận đấu căng thẳng, nơi mà từng cơ hội nhỏ nhất đều có thể quyết định kết quả. Tổng thể, kịch bản với Vinicius, Mbappe, Brahim Diaz vẫn là một sự lựa chọn đầy tiềm năng và đáng để thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu so sánh với kịch bản đầu tiên, Vinicius, Mbappe và Rodrigo, sự kết hợp này không mang lại độ an toàn và tính hiệu quả cao nhất. Vinicius, Mbappe, Rodrigo vẫn là bộ ba được đánh giá cao nhất với sự ổn định, kinh nghiệm và khả năng tạo ra sự khác biệt trong trận đấu quan trọng. Đó không chỉ là lựa chọn mạnh nhất hiện tại mà còn là biểu tượng cho tương lai đầy hứa hẹn của Real Madrid. Sự kết hợp này mang lại tốc độ, kỹ thuật và khả năng ghi bàn vượt trội, tạo nên một tam tấu đáng gờm mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Vinicius với tốc độ và khả năng đột phá từ cánh trái luôn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Mbappe, người sở hữu tất cả các phẩm chất của một tay săn bàn đẳng cấp thế giới, không chỉ là trung tâm của hàng công mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho đồng đội. Rodrigo với sự linh hoạt và khả năng dứt điểm sắc bén từ cánh phải, bổ sung một yếu tố không thể thiếu để hoàn thiện bộ ba này. Sự thành công của Real Madrid trong các mùa giải tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phát triển và phối hợp giữa ba cầu thủ này. Đây là bộ ba không còn chỉ giúp Real Madrid duy trì vị thế ở La Liga mà còn nâng tầm họ tại đấu trường Champions League. Bên cạnh đó, hạn sử dụng của họ vẫn còn rất nhiều năm đỉnh cao phía trước. Real Madrid có thể xây dựng một tương lai bền vững, tạo ra một kỷ nguyên mới dưới ánh hào quang của Santiago Bernabeu.